Trời ơi, Azila này quá trời đẹp luôn. Nguyên một rừng Azila. Okay, xong rồi mình đi xuống từ từ. Cẩn thận nha. Đi đây thực ra đó là cũng rất là cẩn thận bởi vì cái step này nó cao thấp khác nhau, dễ bị ấy. Họ thường thường là họ trồng những cái gì để cho màu sắc sặc sỡ để cái người thưởng ngoạn người ta vui lòng. Nè, cái Azila này nó double cái cánh này luôn. Double, nó double cánh. Double cánh luôn. Hai dì cánh. Ở bên phía bên kia cũng vậy, giống hình như hai bên bên nào cũng như thế vậy. Ok, cái này là cái Botanic Garden của vùng Washington DC. Ở trong hồi nãy giờ đó là anh em đã coi đi tham quan một cái vườn bonsai rất là lớn của Nhật Bản. Có tàu nữa nhưng mà sự thật ra nó là đa phần là của Nhật Bản. Nhưng mà ước mà mong mà mình phải là có Việt Nam đóng góp nhưng mà không có. Tiếc nhưng mà may mắn á, là cũng có một người Việt Nam tặng cái cây bonsai theo cái kiểu Việt Nam cho cái Botanic Garden này. Hiện giờ đó là cái phái đoàn này đang lên cái vườn hoa của Azila. Đây nó phải nói là một cái rừng hoa mới phải đúng hơn. Thì quý vị đó đang đi lên rất là xa, lên trên đồi đó, mà sau lưng cũng như tất cả mọi nơi đều là bông Azila hết. Quý vị thấy không? Rất là đẹp. Quá kỹ. Quá kỹ mà như thế luôn. Phù dung. Cây hành mà mập ú na ú lu luôn. Cái này là cái lụ nè. Cái lụ, dạ, cái lụ nè. Cố tình tôi muốn đem nước lụ. Đây là cây chanh luôn. Loại chanh này là lạ nữa. Ô, trong này rất nhiều ong nha quý vị. Mà nó không có đánh mình mà mình sợ nó. Rất là nhiều ong.
nè, coi cây hạnh đi, coi cây hạnh đi, cây hạnh rất là đẹp, quá dễ thương, à, cây hạnh rất là đẹp luôn, ôi, nhìn thấy nó mà mình mê mẩn tâm hồn, còn con chậu nữa mà đá như vậy, quá trời đẹp. Bữa nay trời quá trời đẹp luôn, đón hai du khách từ miền nắng ấm. Đây nè, bây giờ chụp tấm hình này là ai đứng trong này là chụp lấy từ ngoài lấy cháu vô trong đó là đẹp, lấy cho dính ông dính dính ấy rồi vô, ai muốn chụp tấm hình vô đây nè đó, chị với anh vô đây anh hẹp chụp đi, đứng chính giữa đi em quay nè, lấy cảnh này. Đứng vô trong, đứng ngoài nghe đầu đầu đặng cho gió nó bay lên mấy cái tàn ở trên đầu chị luôn, mấy chỗ lá xúc vô trong chút, xúc vô trong cắt cắt cho chút nữa, nho vui và nho thì nãy em nói mà okay. Cái đó là nho. Thẩm mỹ à, nói là tôi để cho bông ong được vô trong đó là cái gì đẹp lắm á nha, cái đó là photo mà video photo dạ. Ok em, 1, 2, 3 tôi lấy tuốt lên dài lên đây luôn. Sửa sạn chụp thì lâu lắm mà chụp ra rồi á nè. Đây nè, cây hạnh nè quý vị. Ở đây là tiểu bang Washington DC mà có cây hạnh này nha. À, quá trời trái mê luôn. Oh, wow. Wow. Trái chùm chùm luôn. Cái cây này là miền nhiệt đới nha quý vị. Mùa đông á là người ta phải đem vô trong nhà kính á, ta giữ á. Chứ không thể nào mà nó ở ngoài này mà nó sống nổi đâu. Chín gục luôn ha. Còn cái cây cam này lạ lùng, cái cây cam này nó lại là trái thì trái Wushima. Phải không? Trái vàng chứ mà chị Wushima đi rộng luôn. Anh nói cây đó cây gì? Cây cam mà ở California mà trái đứt nhọn liễu vậy đó. Cam mà đứt nhọn liễu à? Giống cây trái lituma. Không nổi, cái cá này ngộ dữ vậy nè. Cái cali đó là cali hay là cây chanh? Này cây thuốc. Nó giữ giữ đúng. Thấy mà mày lớn nó không hay lắm. Ừ, nó mày lớn vậy chứ nó giữ giữ. Bài lắm. Nè chà, có khó biết tôi biết như vậy giống như nào đâu. Nó giữ giữ đúng. Đâu trên đâu? Khi nhỏ nhỏ tay kia nó bằng chừng bằng cánh cái, chân cái. Mà nó giữ lắm nha. Nó rượt con quạ con này kia bay trên. Ồ, nó đó. Hả? Ở đó đó, nó bay vậy đó. Đúng một con đây con kia đi dài ở chỗ mà. Ờ, giống giống con này. Con này chị vui Việt Nam. Cây này, cây cải này mình ăn được mà. Cái này nó để hơ bồ đó. Cây cải này mình ăn được phải không? Đó nè, cải, cải bị xanh nè. Đó, cải mình ăn hết. Cái này là nó để những cây thuốc không à. Tốt, hết sức tốt. Tôi lắm.
trong đó là cây keo ha, đâu phải cải vẹ xanh. Thì đi đoạn nào nổi thì đi. Cây đó phải mai không? Ừ? Không, cây bên kia phải mai không? Đó là đang thân nó đang. Cây này cây cổ thụ à. Cây này quá. Cây cổ thụ à. Nụ hết sức đẹp luôn, hết sức đẹp luôn, nụ không. Không có bánh gì cho ăn hết. Cái lớn này Cái thường quá luôn. Nhìn thôi chứ là không có đưa tay vô. Đó, lúc đó là nhìn thôi. Dạ, nhìn thôi. Cho ăn đồ cũng đúng. Dạ, nhìn thôi. Bông này quá to luôn.